vào đời Đường ở Trung Quốc, có một thừa tướng tên Ngụy Chưng. Ông ta tuy làm thừa tướng ở nhân gian mà cũng có thể lên trời làm quan. Đương thời có Tiểu Bạch Long vì làm mưa sai trật, Ngọc Hoàng kêu y mưa xuống lượng nước một thốn ba tấc, song y mưa xuống lượng nước một thước ba thốn, cho nên ruộng nương đều bị ngập lụt. Đây là phạm pháp luật trên trời. Trên trời phái Ngụy Chưng đi chém Tiểu Bạch Long. Song Tiểu Bạch Long biết tin tức đó, nên trước hết y đi báo mộng cho vua Đường Thái Tông, nói với Đường Thái Tông rằng: "Ngày mai ông hãy cứu tôi. Ông cũng là rồng mà tôi cũng là rồng, do đó ông hãy cứu mạng rồng này." Đường Thái Tông nói: "Ông và tôi đều là rồng, vậy chúng ta là anh em. Ông có việc gì tôi nhất định phải giúp đỡ. Tôi nên làm thế nào mới có thể cứu ông?" Rồng nói: "Hôm nay tôi phạm pháp luật ở trên trời vì mưa xuống sai. Ngày mai phải chịu quả báo chém đầu, mà người chém tôi chính là thừa tướng Ngụy Chưng. Ngày mai chỉ cần ông lưu giữ ông ta lại, cần ông ta hầu ông, đừng sai ông ta làm việc gì cả. Như thế thì ông ta chẳng giết được tôi." Vua Đường Thái Tông nói: "Cái đó thì dễ, ta là hoàng đế. Ông ta làm quan cho ta thì ông ta nhất định nghe lời của ta. Ông đừng có lo lắng." Do đó, ngày thứ hai vua Đường Thái Tông bèn kêu Ngụy Chưng đến đánh cờ. Vua Thái Tông nghĩ: "Ta và ông ấy đánh cờ thì ông ta không thể lìa khỏi mình được, chắc chắn chẳng đi chém Tiểu Bạch Long kia." Do đó, hai người đánh cờ với nhau. Đánh đến trưa thì thừa tướng Ngụy Chưng bèn ngủ gục. Đường Thái Tông rất vui mừng nghĩ: "Ông ta đã ngủ thì chắc chắn chẳng đi chém đầu Tiểu Bạch Long, bây giờ chẳng còn lo lắng nữa." Không ngờ thừa tướng Ngụy Chưng ngủ mà thần thức của ông ta xuất ra đi lên trời, dùng Thượng Phương Bảo Kiếm chém đầu Tiểu Bạch Long. Sau đó lại trở về tiếp tục đánh cờ với vua Đường Thái Tông. Khi đã quá ngọ thì kết thúc ván cờ đó. Vua Đường Thái Tông tự nghĩ rằng: "Tiểu Bạch Long đã nói với mình, chỉ cần quá ngọ thì thừa tướng Ngụy Chưng chẳng giết y nữa." Do đó cho rằng mình đã cứu được anh em của mình, đây là việc công đức không nhỏ. Không ngờ đêm hôm đó, Tiểu Bạch Long đến đòi mạng ông ta, nói: "Tôi đã nói chúng ta là anh em, phải cứu tôi mà tại sao ông không cứu tôi, để cho tên quan đó giết tôi. Bây giờ tôi phải giết ông để đền mạng cho tôi." Vua Đường Thái Tông tỉnh dậy biết Tiểu Bạch Long đến đòi mạng. Ngày thứ hai bèn thảo luận việc này với Từ Mậu Công. Từ Mậu Công nói: "Không quan trọng, chúng ta đây có hai người Tần Quỳnh và Kính Đức có thể cản được nó. Ngài nên dùng hai người này gác bên ngoài cửa thì Tiểu Bạch Long chẳng dám đến. Tần Quỳnh là thần tướng mặt vàng, còn Kính Đức là thần tướng mặt đen. Sắc mặt của y so với dầu hắc bây giờ còn đen hơn, đen đến nỗi phát quang. Do đó bèn dùng hai người này giữ cửa. Quả nhiên Tiểu Bạch Long tối chẳng dám đến. Về sau chẳng cần hai người này gác cửa nữa, mà chỉ vẽ hình của hai người này dán lên cửa để gác cửa cho vua Đường Thái Tông thì Tiểu Bạch Long vĩnh viễn chẳng dám đến nữa." Cho nên người Trung Quốc mỗi lần qua năm thì vẽ hình của Tần Quỳnh và Kính Đức dán lên cửa, khiến cho yêu ma quỷ quái chẳng dám vào làm loạn. Nhân quả của loài rồng là vì chúng thừa cấp giới quản, tu đại thừa mà chẳng giữ giới, tu hành rất dụng công nhưng chẳng giữ gìn giới luật. Vì chúng thừa cấp cho nên có thần thông biến hóa, lại vì giới quản nên đọa làm súc sinh. Đây là lược nói về rồng.